สวัสดีปอนปอนต่างออกนี่บัดไงนี่ยังศึกษาในจุดวิจัยมูลทีเตะตรงต่อหนึ่ง subject verb agreement บ่าที่จุดวิจัยสำคัญมุ้ยของการปอนปอนจังตัวการประลองโจศึกษาตัววิจัยสถานหรือก็โจมหาวิทยาลัยสิ่งนี้นี่หรือก็การประลองตัวทางรัฐก็พิจารณาคือมีในมุ้ยใน subject verb agreement ได้ให้ผมเลือกโยจำนวนล้อล้อเพื่อการกัดสมกอลนั่งชีเวียงการบังการของห้องในปีรุ่งประลองมนั่งจับราเมรียนส่งผลโอนช่วย subscribe ให้นั่งช่วยไลค์ให้บ่าวมีนจำง้อหรือก็จังสะสู่ไอ้หรือก็เชียร์สมนงโปไอ้ส่งช่วยคำมันในขันกล้าวบ้างผมนั่งเพื่อวิดีโอสไลด์ตอบตามสมนงโปหรือบ่าวโอนแล้วยังจะประมถึงออกนี้ subject verb agreement remember that the subject and verb in a sentence must agree in person and number ចឹងក្នុងភាសាអង់គ្លេសរវាង subject ហើយនិង verb ហ្នឹងត្រូវតែស្របត្រូវតែស្មើគ្នាបើជា singular subject plus singular verb ឃើញទេបើប្រធានហ្នឹងឯកវចនៈ verb ហ្នឹងក៏ឯកវចនៈដែរ singular plural subject plural verb គឺត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យវាស្មើគ្នាអញ្ចឹងហើយនៅពេលប្រឡង TOEFL អីចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវមើលហ្នឹងគឺយើងមើលភាគច្រើនហ្នឹងទៅលើ subject verb subject verb ហ្នឹងឯង for example she is a beautiful woman in my village okay John is from AmericaMy sisters are students studying English at PUC. Men are stronger than women. Okay, you have a plural, but which is plural subject, plural verb. Plural subject, plural verb. Cho chấm năm tha, compound subject plus plural verb. Trong này cứ phong phong thoát quạt chẳng lắm.ជាពិសេសតាក់ទងនឹង compound subject ដែលមាន i នៅខាងក្រោយ For example my sister and I គឺបងខ្លះច្រឡំក៏ដាក់ am ប៉ុន្តែមិនមែន am ទេដោយសារតែវាជា compound subject អញ្ចឹងគឺត្រូវតែជា plural verb ហើយ My sister and I are interested in Khmer movies Boys and girls are love to study in the same classApple juice and carrot juice are very healthy drinks. My house and hers are on the same street. John and I work at the bank. Okay. So move to the next page. Very often, if the subject and verb are separated, they will be separated by a prepositional phrase.The prepositional phrase has no effect on the verb. យើងមើលប្រសិនបើវាញែកដោយ prepositional phrase ហ្នឹងត្រូវចំណាំថា prepositional phrase ហ្នឹងវាអត់មានឥទ្ធិពលអីទៅលើ verb ទេចង់និយាយថា clear preposition ហ្នឹងវាអត់មានឥទ្ធិពលទៅលើកិរិយាសព្ទទេ For example, the study of languages is very interesting.អញ្ចឹងយើងផ្ដោតទៅលើ the study កលេចមើលមកផ្លែនបងអាចគិតថា subject ហ្នឹង plural ណាឃើញ languages អញ្ចឹងបងដាក់ a អញ្ចឹង a ខុសហើយ yes study នេះគឺជា subject យើងមើលកាត់ដោយ preposition of និយាយកាត់នេះវិញ្ញាតអញ្ចឹង subject តែមួយទេគឺ the study the view of Phnom Penh city is awesomeThe fear of rape and robbery have caused many people to flee the cities. យើងមើលការភ័យខ្លាចពីរំលោភសត្វសន្តិវៈហើយនឹងការប្លន់បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនចាកចេញពីទីក្រុងបាទ The danger of forest fires is very serious and terrible.Okay, so the danger, you must cut by preposition of.
And it's here P of four fires, none to have prepositional phrase. Most of the buildings in the neighborhood are modern. Okay, so more to the next. The following expressions also have no effect on verb. You must clear mùi chùm nguồn, nế cư vía ạc miên ạc đếp bố lấy tờ lưu kìa sạp tê. You must together with, accompanied by, along with, as well as. Bây giờ phải mô thập rộm tiền, rùm chìm mùi anh chẳng tờ. Okay, now look at the example. The actress, along with her manager and some friends, is going to a party tonight. Okay. Giờ mới đã ra sầm đại anh sấy ruộng prom tiền nhẹ chặt cà bỏ niêng hai đường mật thẹn mùi chín nuốt nắng tới châu ruộng bị thi chụp liền dục nỉ. John accompanied by his wife and children is arriving tonight. John ruộng tầm nào đòi quân bỏ quát hai đường cồn cồn nâng mà đó bị dục nỉ. Chanda as well as her 20 friends is planning a party tonight. Chanda prom tiền mật mà phê nhẹ tiết nâng riêng trong bí thi chụp liêng này dụng này. John, together with his classmates, is present. John, prom tiếng, mất rung nạ bóng quát, miên bọt thầm miên nơi tí ni. Dương mơ hẹt ấy, bây giờ cứ thà miên khní đọt trả ơn, miên tiếng manager phong, miên friend phong hẹt ấy bàn dương xâm đáo vô. Bạn dương cực tha chia sinh dưới lỡ sắp chạy chẳng bà mình được vị trả ơn sân ấy đừng. Yeah. Mình đang actress, mình đang her manager and some friends. Nó không cực lấy ní cứ dương trong bà chạy tha sắp chạy nha. The actress John Chanda ní cứ với đây kia trong bà chạy nâng cứ kia trong bà chạy tờ lơ John. Cứ kia trong bà chạy tờ lơ John, tờ lơ Chanda, tờ lơ actress nè. Chia mình được sầm khăn, nó không bà dục nâng. Chẳng hãy bạn nín cơ rộn tay chia vấy đây chia chúm nói bật tốt và xong tế bạn. Ok, lời dương màu mơ màu cọng tiệt mở chẳng chúm nắm clear chẳng buồn nâng together with, accompanied by, along with, as well as. Ok, now move to the exception. Cả này lược lên. Lời dương màu mơ cả này lược lên. Khi miền cả này lược lên thì dân trời phơi càng có sừng quạ lắm nơi hàng cầu của màn chúng nói bà thì mỗi dân mà neither nor either and not only but also xong phải nhìn tích neither nor nó cứ miền này tham bạn để sai chẳng either or nó cứ chùm rơ vì miền mùi bà not only but also nó cứ mình tha ultra bia vi tư tưởng ở bà dương năng thuê cả bộ phái nơi khi cần trọng. Neither John nor his friends are going to the beach today. Giờ mới cả John hay năng mất bỏ quạt năng mình bàn tư châu rùm mình bàn tư chene sầm mọt nơi khai ni tê. Bà neither John nor Jane is going to class today. John hay năng Jane mình bàn tư riêng nơi khai ni tê. Chẳng dương mơ clear, dương mơ plural. Vậy thì dương trời chẳng nắm. Verb agrees with the closer subject. Kể giờ sắp nâng cứ trời tại ai cập hiếp nha cho mỗi nâng vật thiên này nấu chua bìa. Và dương mơ tìm mối, dương mơ friends, cứ plural. Hay dương mơ phải dốt clear và tốt tiết cứ change, cứ singular để. Chẳng ai bàn dương bảo is. Jane is going to class today. Neither the boys nor Jane has seen this movie before. Giờ mơ neither the boys plural lắm. Bạn ta viết mẹ nơi kia verb thế. Chẳng nè đã nơi kia verb với Jane nè. Chẳng bạn dương bảo has. Bà nâng khi mình tin bạn năng đá nhưng chẳng nằm verbs agree with the closer subject. Nhưng thấy chẳng nằm clear nâng chẳng mòn. Giờ mới either pen or pencil is on the table. Giờ mới miên mùi, cứ thật bất cứ có đầy phai nâng nơi lỡ tộc. Chùm rớt phi nâng cứ miên mùi. Either John or his friends are going to the beach today. John rưu có mất phẹt bọc quạt nâng tới chân nơi thay này.
Lấy dưới mong mơ not only dogs but also cats are available at the animal shelter. Dạ thà mình trâm tại chai đi, tại có miền chma đấy, tại vì tại dân ai mơ khơi nữ chùm rốt sạch và animal shelter. Not only the lion but also the bears have escaped from the zoo. Okay? Dùng mơ exception mùi chùm nói tiếp để tôn tên nâng indefinite pronouns typically take singular verbs. Dùng mơ sắp bản niêm đại vì mình chạy lẹ cứ dùng lơ chùm mùi nâng singular verbs. Và sắp bản niêm mình chạy lẹ đại dùng xóm nâng cứ mùi some, any, no, every, some, any, no, every, and each. You must somebody, someone, something, somewhere, anybody, anyone, anything, anywhere. Đôi khi này chẳng cứ plus singular verb. For example, something was under the house. Everyone was present at John's party last night. Nobody works harder than John does. No problem is harder to solve than this one. Each of the students was given a warning. Every student has to wear uniform before entering the school campus. Chứ mơ biện đáng cứ kỳ giả sắp á, và kỳ giả sắp cứ plus singular verb thế, và singular. Miên chùm nách xâm qua thấy chẳng em chờ anh tiết, và miên chùm ngon ấy nhầm nâng thơ video thêm, và còn tại, but the indefinite pronouns such as few, many, several, both, all, and some always take plural form. Few, many, several, both, all, and some nâng cứ tay tay plus cho mỗi nâng plural form. Chẳng trừ ca verb nâng chia plural tổng rộng phụ vạch chân nạng. Yeah. Khi mà đặt underline nó cần trong bìa all hay nâng sấm và nâng đòi sao về miền cả này phải trả tiền chẳng phổn ai thôi cả sắc 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 chiều bật thêm rồi việc phải phát. For example, everybody needs his or her pencil. Và cái này cứ dương mình ai phải everybody needs their pencil bàn đế đòi sao tại rồi thiên này dù mà subject nó cứ chia singular. Subject chia singular. Chẳng hạn dùng his rồi her. Tại sao vì chỉ indefinite pronoun. Tại bữa sau này dùng mới chuẩn nguồn vĩnh many will need their tablets. Tại mình không chỉ chẳng trời ca tablet bằng phụ kê. Ok. Nhưng mà many. Chẳng hạn bạn dùng phở their. Tại sao tại many subject này vì chẳng. Chẳng bạn dùng phở their. Everybody này subject viết chia singular. Chẳng dùng phở their viết khóc. Possessive pronoun chia plural dương việc không không chỉ mỗi everybody nè chẳng mà dương thực và his or her nâng coi dương chỉ mỗi mỗi đại dương cuối chân nằm đấy đời sang nhóm khơi can to say phone phone to say ví dụ máu cứ khơi prà khó và tại cơ thể everybody everyone ấy nâng cứ sum đạo vô plural mình được trả chẳng phù hợp chân này ai tạm bất biết chia singular thì. Okay, so move to the next point. Cả này lược lên chúng ta chỉ bấy cứ dương này dương bí collective nouns. So mô gọi niềm, niềm chỉ cồng. Collective nouns đôi chia team staff chia đám can be either singular or plural depending upon the rest of the sentence. Chỉ cảm bất biệt bảo chung chia plural, chung chia singular. Bạn thấy về miền là biếp chân nằm. Typically, they take singular form as the collective noun is treated as a cohesive single unit. Person bảo vệ chặt tục thả biện năng cứ chỉ ông của phiếp để mùi rùm khả nha. Năng cứ dân prao singular verb ấy. Và ông của phiếp để mùi rùm khả nha. For example, our team is going to win the game this year. Chẳng dừng pra team trong tại mùi đi cứ dừng mới cohesive single unit chẳng dừng cua chẳng nằm đấy niềm sầm mô ảnh niềm nâng cứ dừng pra singular verb đi đại sao dừng chặt
thà viết chia singular và chia singular noun bên mình mang chia plural t và my family is going to visit Angkor Wat next month. The government is planning to build new road in Siem Reap. Okay. Piện này miền và mình chưa ăn đấy, mình phần nắng thay nhưng cứ thà về sang ở đại hết. Bọn bọn ai tình tình về chấm. Thôi sầm lần mới ta tao về sầm tao vô ăn gặp hiệp tại mối rứa có sầm tao vô mà nụ chưa ăn. Nên không ăn gặp hiệp nè, mình nè không ăn gặp hiệp nè. Bạn. Dùng một bánh hà problems. Chị tu tới con sơ đại thư xâm nụ nâng gọt miền bánh hà thằng kháu nếch nhầm kron tại linh mong tích tui chế vì nâng miền chùm nói chán tiết bà bánh hà tìm mối cứ tiện tôn tên nâng prepositional phrase. One of my students cả nà kì ôi gọt chữ is or are from Cambodia chẳng gọt cơ thao á đòi xa khuyên students tam bất sập trạch viên ấy cứ one này bà chẳng cứ is. Inverted word order. Kana ki talop lomdap nei piak nang ko nom ma yeung chalom dai. Order down the path through the trees versus a beautiful beach. Ba. Bo yeung palia ma thomada vinh there was a beautiful beach down the path and through the tree. Behind my house is a small cottage. Dân ai nghĩ thật, there is a small cottage behind my house. Tại dân ai tập lòng chân bán, hay subject viết nơi cầu này. A small cottage chính là subject, chân chân ai dân pra is. Dân mơ, a beautiful beach, chân ai bằng dân pra verse. Tại bữa sân chia small cottages nâng dân miên trán, behind my house are a lot of small cottages. Dân dân pra à vinh, nâng viết pra phụ tư tam nâng. Chẳng dừng mơ inverted word order nâng, hay xâm lần mơ thật tao sắp chạch mùi này. Number three, a number of and the number of. A number of ní cứ dừng prai thật chẳng, đó bị the number of ní prai mô thật chùm nôn. Chẳng bà dừng a number of nâng đang là plural á, bà dừng chùm nôn chẳng này. A number of students are going to the class picnic. Bà, chẳng ấy, chúm nôn sơ chỉ tránh nâng tư tầm nào cầm sàn và nâng tư tầm nào cầm sàn picnic. The number of days in a week is 7. Chúm nôn ngay nông mùi sạp đá cứ bầm bật ngay và 7. Chẳng dùm prai thay chúm nôn chẳng ấy bán vía chía singular. Ok, hay xong ổ khốn bồn bồn tặng ổ khía và xong chùi subscribe hay nâng chui like hay chui comment miền chùm ngó rưu co xùm nông po ấy dạng nào bạn xùm ổ khốn tránh.